chào, mình là Dương Văn Quý. Mình đến với trà vì mình rất là yêu thích các cái loại trà như là trà Larico, là trà Comeback. Mình rất yêu thích loại đó vì nó cho mình cảm giác như free hơn và nhiều hơn. Nói tiếp, không, nói tiếp đi. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về trà nhiều hơn thì ngày 15, 16, 17 mời các bạn sẽ tới nhà văn hóa thanh niên, sẽ cùng xem chương trình trà do thầy Trần Huy Trần và nhân viên chị trình bày. What's up, Nick? Gì? Nghe mình sinh nhật lớn quá hả? Hả? Nghĩ gì? Muốn gì? Lớn hơn một tuổi rồi đó nha, đây này. Nha, đừng có cái gì hoài nha. Muốn quên lộ không? Hả? Ok, happy birthday quý gia đen. Đừng có con nít nữa nha. Ok, chúc mừng sinh nhật anh Quý. Em rất là quý anh Quý. Chúc anh Quý sẽ ngày càng giỏi hơn, rồi lúc nào anh Quý với chị Vân cũng vui vẻ. Rồi nói chung là luôn luôn là anh em với nhau. Chúc mừng sinh nhật anh Quý. Chúc anh Quý luôn hạnh phúc, luôn là chính mình nha. Chúc mừng sinh nhật Quý đi. Chúc Quý ngày càng thành công trong công việc. Quý có tài. Quý tập có sáu múi như Quý. Chúc mừng sinh nhật anh, luôn ngưỡng mộ anh. Chúc anh thành công trên mọi con đường mà anh đang chọn. Chúc mừng sinh nhật anh Quý. Anh Quý là một trong những người mà em rất là nể trong ODG. Thì em mong anh Quý càng ngày càng thể hiện bản thân mình nhiều hơn và đạt được tất cả những mong muốn trong năm tuổi này. Cảm ơn Quý. Day, bro. Swag. What? Bye. Happy birthday, anh Quý. Happy birthday, anh Quý. Happy birthday, anh Quý. Chúc anh Quý kiếm được thật là nhiều xô, thật là nhiều tiền để có thể đi tắm trắng. Vì vấn đề Quý, chúc anh Quý đi sầu vô chương trình sử dụng hình dụng kiến đen và ngày càng đẹp trai hôn đậu hơn. Happy birthday anh Quý, chúc cho anh Quý sẽ được giải cao nhất trong mùa sử dụng năm nay. Yeah. Mừng sinh nhật Quý dạ. Sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ. Bye. Yeah, what's up dog? Happy birthday! Trời, ước mơ là gì? Muốn làm biên đạo hả? Bước qua tôi nha! Chúc mừng sinh nhật Quý Gia Đen. Hôm nay Ben sẽ mua quà tặng cho Quý. Quý thích bộ này hay bộ này? Tại Quý màu đen rất là hợp với màu hồng. Để nghĩ vậy. Nói chung là chúc Quý sinh nhật năm nay có tiết điểm mới trong ngành của mình và những cái thành công khác như sư cho thiên quán quân sư cho thiên chẳng hạn. Kéo lên Quý. Happy birthday. Happy birthday anh Quý, chúc anh Quý cao được chút xíu, trắng lên chút xíu. Happy birthday. Đây nghe. Chúc anh
Happy birthday quý nha. Chúc anh sinh nhật mới, thêm tuổi mới, ngày càng sức khỏe dồi dào, da càng đen, người càng khỏe, b-boy càng ngày giỏi hơn. Happy birthday quý nhà đẹp. Năm nay tốt ngày mười cô em ạ. Chúc anh quý sinh nhật vui vẻ này. Và năm nay khi mà anh thi Zoting thì mọi người thường chúc anh là quán quân mà em nghĩ thì cũng được. Nhưng mà thôi em top 4 thì em cũng chúc anh top 4 bằng em vậy. Tại vì anh quý hay nói là anh quý nên là em rất là muốn anh bằng em thôi nhá. Happy birthday quý, em thích cái này hơn. Tối về mặc cái này nha. Lưng nè. Lọc he luôn. Nè, giờ mới chúc ha. Chúc da đen vợ tôi á càng ngày càng đen da nâu hơn nữa cho gợi cảm. Với chúc vợ năm nay thì suy thi như kim đen càng ngày càng tốt nha, vô sâu nha. Nếu mà được quán quân á thì đám cưới nha. Happy birthday quý. Thì em tập với anh và UDG khá lâu rồi và có một số lần em nghỉ xong quay lại, xong nghỉ và quay lại. Anh hy vọng là cái lần này là em quay lại và em tập với UDG luôn luôn và em sẽ thành công và biến thành một biên đạo và dancer giỏi nhất ở thế giới, giống ước mơ của em. Happy birthday. Ước mơ của bạn là gì? Ước mơ của mình là được làm biên đạo